Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Và những người bạn mới rất là dễ thương luôn nha, hú hồn hết. Đố anh em biết đây là những bạn gà gì nha. 2, 4, 6, 7 bạn. Đố anh em biết gà gì? Ồ, có sự khác biệt nha. Gà chín cửa nha, để kiểm tra coi. 10 trứng, ấp nở được 9. Để coi coi, coi tương tán sao. Giờ mong không có một bầy vịt nữa, là một bầy gà nữa, thả cho đi vòng vòng luôn, chắc vui dữ. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay sẽ dẫn các bạn đi gặp những người bạn mới rất là dễ thương luôn nha. Nhưng mà quay lại với cái tinh thần gọi là thể thao, luyện tập ngày xưa là bắt đầu từ bây giờ sẽ hít đất lại nha. Bữa giờ thì cũng như là cũng hơi lu bu công việc, đâm ra là giờ là nhiều cái nó đến bất chợt quá, mình bị quên. Mà hơn là các bạn nhắc là hít đất anh em hơi lâu quá, không hít đất rồi. Ok, tốt á. Anh em nhắc nhở vậy là ok ha. Thấy gì là mình nhắc nhở nhau. Con Lucy bây giờ mình phải nhốt với lại. Để mình mà hít đất cái là nó đưa cái đít vô mặt mình ha. Ấy da. Ui. Mặc dù là bữa giờ mình lên sóng mình quên hít đất nhưng mà bình thường mình cũng có hít đất nha các bạn. Ai. Rồi. Quá khỏe luôn, anh em nhớ hít đất theo nha. Ok anh em, đây là những người bạn mới sẽ giới thiệu với anh em. Mình nhốt con Lucy lại là tại vì nó mà ra là nó xào quần mấy bạn này là hú hồn hết. Đây. Đố anh em biết đây là những bạn gà gì nha. Đây là có mấy bạn đây, 2, 4, 6, 7 bạn. À, đố anh em biết gà gì? Đâu để bắt gà coi coi gà gì. Này là nhà ấp nở nha, chứ không phải đi mua nha. Cái màu lông này lông tơ thôi, chưa có biết sau này nó chỗ ra cái gì hết nè. Ơi, nhoi quá con. Ồ, có sự khác biệt nha. Có sự khác biệt nha anh em. Lũng la lũng lẳng nè. À, hay chưa? Gà này là cái ổ này là mình sinh sản được 7 bé gà chín cửa nha, để kiểm tra coi. Kiểm tra coi đầy đủ có sự khác biệt không nè, cái này khác biệt gà thường nè. Thấy không? 2-3 cái cửa ở đây. À, thật ra nói cái cửa nhưng mà nó giống như là cái móng các bạn, giống như chó nó gọi móng đeo á. Còn cửa thì theo mình quan sát thì nó vẫn như nó vẫn một cửa thôi, vẫn một cửa mà cái cửa nhọn á. Để giống như là cái kiếm vũ khí của nó thôi. Còn mấy cái kia còn lại gọi là cái giống như cái móng đeo. Đó, mình thấy giống móng đeo hơn nè, như thế này nè. Đó. Này mới lên 6 cái rồi, còn cái cửa 4 nằm đây. Giờ mình sẽ đi kiếm cái thùng nhỏ nhỏ để mình cho các bé nó ra ngoài. Cho các bạn coi nha. Chíp 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 chíp. Gà lúc nhỏ thì chưa phân biệt được cái nha anh em. Chống mái nha, bên gà gọi là chống mái. Chưa phân biệt được. Nhìn nó giống nhau không à, nó phải chỗ. Con trống thì khi mà nó lớn chút xíu nó sẽ lên cái mồng ha. Thì là mình biết nó trống. Nhưng mà gọi là nếu mà là chuyên gia đó, chuyên gia mà trong cái lĩnh vực này thì chắc người ta sẽ phân biệt được. Ủa mình mở nắp sẵn rồi mình bị ngáo thì mở sẵn rồi ngồi móc móc gì đâu không. Đây bạn này là có cái chân nó là hơi lạ rồi nha. Coi bạn này có không? Đó có hết luôn. À. Ôi cái cặp này chuẩn quá, cái cặp bố mẹ này chuẩn quá. Để gà con là dính hết luôn. Này bữa bạn Lâm tặng cho mình cái cặp gà cho bố mẹ là bạn nói là gà 100% luôn nha. Đâu để anh coi gà nè. Thấy không? Ừ, ba móng này với lại trên này có ba móng nữa, hai bạn. Tổng cộng được 7 bạn nha anh em. À. Đầy đủ hết. Mới lúng phúng mấy cái lông tơ này nè. Đó, dài một thời gian ngắn nữa nó sẽ rụng cái lông tơ này đi, đầu nó ra bộ lông trưởng thành. Ồ, cái móng đeo này nó cũng có nhiều cái kiểu ha. Giống như bên này hai nè. Thấy không? Bên này hai mà
cái móng chỗ này nó bị quẹo qua bên nè, anh em thấy không? Còn trên này ba nè, ba mà nó thẳng hàng ha, thẳng hàng đàng hoàng. Còn này hai thôi mà bóng này bị quẹo qua bên. Nó lại muốn lên sóng nữa. Rồi ba bạn đều có luôn. Nãy mới bắt thằng lính kia nó dứt cho một cái. Đây. Bạn này không có nè. Bạn này không có nè. Nhưng mà bạn này có cái gì nó mới nhú nè, có thể là trong tương lai nó sẽ lên nè, thấy không? Nó hơi nhú nhú nhẹ nè. Nhưng mấy bạn kia là mới đẻ ra là có luôn rồi. Chân bên này có không? Rồi chân bên này không có luôn. Đó thì trong cái ổ này á, là nó sẽ ra vừa có vừa không ha, có nghĩa là khi mà chúng ta làm lai tạo các bạn là nó thường thường nó gọi là xác suất, nó có cái xác suất ha. Chứ tất nhiên là có những cặp thì nó ra 100% nếu mà thuần chủng, còn không thì nó sẽ có xác suất ra. Xác suất là sao? Là tại vì ví dụ như những con mà đẻ nhiều một lần á, 5-7 con, cả chục con cái này nè, thì trong cái xác suất trong cái đàn đó có bao nhiêu con thì người ta sẽ tính ra được cái xác suất bao nhiêu phần trăm nha anh em. Đây này có nè, ba móng nè, mà ba móng này nó anh em thấy nè, cái này nó hơi bị lật qua bên nè. À, cái ngón này nó chỉa xen kẽ vô hai cái ngón này, nó nằm khúc dưới đây. À, mỗi con là nè, nhìn vậy là thấy rõ nhất, cái ba cái ngón này nó hình hài nó vậy nè. Đó, mỗi con là mỗi kiểu khác nhau chứ không có giống nhau nha anh em. Cái chỗ cựa chỗ này là mỗi con mỗi kiểu khác nhau, nãy giờ mình coi mấy con là mình thấy mỗi con mỗi kiểu. Chân bên này sao đấy, chân bên này thì lại đều nè, thấy chưa? Cái này là do cái gọi là chắc cái phôi nó ra như thế nào thì đầu nó ra hình vậy. Nó hai cái chân này là một cái đều, một cái hơi méo nè. Đó, một cái này đều, cái này méo nè, chồng chéo lên nhau. Còn hôm bữa là mình cái cặp bố mẹ nó đẻ xong rồi mình chờ thấy lâu quá. Cái bầy này là đi ấp bằng máy ha, thì nó đẻ được mớ trứng đầu này, hình như là để mình nhớ coi 10 trứng, đi ấp 10 trứng, ấp mái 10 trứng mà nở được 9 con ha anh em, có nghĩa là tỷ lệ rất là cao luôn. Tỷ lệ coi như là 90%. Đó là nở hết. Đây là một tỷ lệ rất là cao ha. Thì sau khi mình đi ấp cái mẻ đó rồi á thì nó tiếp tục đẻ thêm một mẻ nữa. Và nó đang gọi là tự ấp. Hiện lát mình coi xong mấy bé này mình vô trong kia mình coi được mấy trứng nha. Đây bạn này cũng có. Thì mọi người cứ kêu là gà chín cựa. Gà chín cựa thì thật sự là cái cặp cha mẹ nó cũng không đủ chín cựa các bạn. Bữa mình đếm đâu à, 7 cựa à. Thì cái bầy con này á, đứa nào mà nó di truyền được giống ba mẹ nó là nó đều có trước mắt á là nó do cái cựa, cái gọi là cái đúng nghĩa cái cựa là cái chất sừng mà nhọn á, để nó đâm đồ này nọ vũ khí á, thì là lúc mà nó trưởng thành thì cái cựa đó mới mọc dài. Còn những cái cựa mà theo mọi người nói á, thì nó có vẻ là nó giống như những cái ngón chân hơn, nó giống những cái móng đeo ở trên này. Thay vì chỗ này nó chỉ có một móng thôi thì nó thành ra tới ba móng, anh em thấy không? Này cũng ba móng nè. Bên này thì chỉ có hai móng thôi nè. À, mỗi con mỗi kiểu hết ha, chứ không đều nhau. Hình như cái giống gà chín cựa này gốc, nguồn gốc là gì ta? Phú Thọ. Cái này thì theo bạn Lâm nói là cũng không phải thuần chủng đâu, cũng gọi là F1 á. À, bạn này sao? Rồi bạn này bò kho nha anh em. Đây là một cái chân bình thường của gà nha, chỉ có một móng thôi. Đó, còn những bạn còn lại đâu rồi? Bắt một bạn nào đó coi. Đây. Anh em có thể tham khảo hai cái. Đây bên này nó chỉ có một móng thôi, bên này nó ba bóng, thấy không? Bắt bạn này coi cho rõ coi. Đây. Ba móng luôn. Ha, còn bạn này chỉ có một móng đây thôi. Đó, đây là 7 bạn. 7 bạn này để tính cái tỷ lệ chơi coi. 10 trứng ấp nở được 9 con. Ha, trong 9 con thì có 7 con di truyền được cái nhiều cựa của cha mẹ nó, hai con còn lại là bình thường. Đó.
Các bạn thấy cái cách mình chăm sóc gà con không? Thì là buổi sáng mình sẽ cho bé nó ra phơi nắng ha. Nó rất là cần nắng ha. Con gà nó cũng rất là cần nắng, nắng dịu, mình để dưới cái bóng cây nè. Đó, để dưới cái bóng cây. Nắng chỉ xiên xiên thôi. Thì cái này là thức ăn. Thức ăn trong đây có trộn bắp vào trong này. À, con gà con mới đẻ ra mình cho nó ăn bắp á, nó cái đường ruột nó khỏe lắm các bạn. Đó, cho nó ăn bắp. Cám với bắp. Này là nước sạch ha, nước thì lúc nào cũng sạch. Nhớ là phải thay mỗi ngày các bạn, tại con gà nó ăn nó rớt cái cám vô đây, cái nước nó sẽ bị chua. Chúng ta mà làm biếng chúng ta không có thay nước á, là nó dễ bị đi phân lỏng đồ này nọ lắm, là dễ tèo lắm á. Anh em nhớ thay nước. Đồng thời là ở đây mình có che thêm cái này nữa. Mình lấy cái nắng xiên thôi. Đó. Nè, nắng xiên từ đây nắng vô vậy nè là ok rồi, chứ mình không có cần để nắng trực tiếp, cái này lát ra nó quéo luôn anh em ha. Đó, mình che lại vậy. Hồi nãy giờ hai bạn vịt này nó cứ đi vòng vòng đây, nó vô đây nó đâu rồi anh em, nhắc mấy con vịt nhiều lắm, mới nghe kêu chách chách ở đây nè. Đó, chỗ này nó cũng chui vô nó trú mưa. Hai bạn vịt này nó cứ đi vòng vòng chuồng, hai mấy bạn gà chơi hoài à. Chắc nó cũng muốn có em bé, nhưng mà cái cơ duyên chưa tới các bạn. Cặp vợ chồng vịt này nó đẻ hai lứa rồi mà mình nghĩ chắc là con trống này nó đạp dở, hoặc là nó còn nhỏ quá cho nên là trứng nó không có cồ các bạn. Hai ổ mà không có ổ nào có cồ á. À, coi tương tán sao. Giờ mong không có một bầy vịt nữa, một bầy gà nữa, thả cho đi vòng vòng luôn chắc vui dữ. Đó, đầu lại đó. Đầu lại làm quen rồi, hai bạn nói chuyện, đứa nói tiếng vịt, đứa nói tiếng gà, có hiểu không? Gà hình cái chợ. Hay là mày ăn hiếp người ta đó, mày lấy mày mổ ta, mấy con vịt này dữ lắm nha anh em. Nói giờ nó thành bà chùm rồi, mình đi gần gần cái khu vực của nó còn đuổi mình đi nữa. Nó chạy tới nó đuổi mình đi luôn. À. Đây. Đây nè, cái này ok, mình sẽ đi lại qua chỗ ba mẹ của bầy gà con này coi. Đó, thì mình giới thiệu với các bạn những cái người bạn mới. Đây là những cái bé gà con của cặp gà chín cựa ha. Mình mà thả con Lucy ra nó quần tụi này cán nó sản luôn. Đây các bạn, đây là cái hồ sen. Hôm bữa mình mới cắt đi những cái lá sen hư thúi rồi nó lên cái mới. Nè, đây là những cái lá sen mới nè. Đây lá sen mới ha. Đó. Rồi nó lớn lên nó rồi chuyển thành màu xanh, mới đỏ nó đỏ đỏ nè, đằng kia có mấy cái sen mới kìa, thấy không? Hơi đỏ đỏ tím tím rất là đẹp. Thì giờ tới Tết nó sẽ lên đầy lại, xong rồi nó sẽ ra bông, ra đồ. Thì các bạn có để ý là hôm nay mình có rào thêm một cái lớp lưới lan bảo vệ như thế này không? Lý do là mình sợ mấy bạn vịt nhảy xuống đây bơi. Vịt nó khoái cái hồ này lắm, xuống đây nó sẽ bơi. Thì khi nó bơi vậy nó dậm, với lại nó sẽ ăn những cái lá non sen. Lá sen bị non á thì nó sẽ không có lên được. Đó, cho nên là mình rào lại khoảng chừng nửa tháng đi, cho cái này nó mọc cao cao lên, nó cứng cáp rồi á thì là mình sẽ tháo ra cho mấy bạn vịt nó bơi. Đâu rồi, để mình coi cái chuồng gà chín cựa nằm đâu. Không phải chuồng này. Này là gà, mấy con gà vàng. Mấy gà vàng. Và chắc ở dưới đây. Chuồng này cũng không phải luôn. Đây, chuồng này. Đây, gà mái đang làm móc kìa. Con gà trống này nó, cái chân nó cũng thấp. Gà trống này cái chân nó cũng thấp mà nó nhiều cựa quá, nhìn cái bộ nó tiếu tiếu. Đây là bạn gà mái đang nào ấp trứng nha. Đó. Thì vài bữa nó sẽ có một ổ. Gà mái mà nó tự ấp xong rồi nó dắt con cũng dễ thương đó các bạn. Đó, đầu nó thấy mình lại là nó hơi phòng hờ á. Nhưng mà cũng không sao, mấy con gà thì nó rất là dạng trong cái chuyện này. Giờ mình cứ dở lên mình coi trứng thì cũng không ảnh hưởng gì tới các bạn ấy hết trơn á. Thì giờ mình ngắm nó chút xíu cho nó làm quen đi. Từ từ. Nó dựng cái lông lên là nó đó cũng gồng gồng lên á, gồng gồng á. Đề phòng á. Cho anh coi trong đó có mấy trứng được không? Ồ, đây có cái hàng chuột. Có cái hàng chuột hả các bạn?
chuột đào từ ngoài vô. Hàng bự. Mình thấy là mình nuôi gà thì mình nuôi cái chuồng đất ha, nó sẽ mát hơn. Nó sẽ mát hơn chứ hình không có nơi chuồng xi măng. Ấp được cũng sắp nở rồi nha. Ồ, cũng nhiều à. Ồ, được 2, 4, 6, 7 trứng. 7 trứng nha các bạn. Rồi, từ từ. Được cái gà nó cũng dễ. Đừng làm hư trứng nha. Rồi, xuống lại đi. Được cái gà cũng dễ các bạn, nếu mà chim đồ này nọ đó, mấy con chim mà mình đụng vô trứng nó nhiều con là nó bỏ ổ luôn á. Nó bỏ ổ, nó không thèm ấp nữa, nó nghe cái hơi tai con người á, còn con gà nó dễ hơn. À, các bạn thấy con gà ấp trứng chưa? Con gà ấp trứng á là nó không cần ấp liên tục ha. À, nó có thời gian nó vô nó ấp trong ngày để nó giữ cái nhiệt. Giữ cái nhiệt cho nó ấm, khi nó nằm nó ấp như vậy á, là cái trứng nó sẽ ấm và nó sẽ phát triển, nó nở. Và có một điều đặc biệt nữa đối với trứng gà đó là con gà mái nó ấp á thì lâu lâu coi như là có một cái khoảng thời gian theo cái chu kỳ á là nó sẽ đứng lên nó đảo, nó dùng chân của nó đảo mấy cái trứng. Lấy cái gì diễn tả đây, lấy cục này đi, ví dụ cục này là cái trứng đó nha, thì bình thường nó nằm đây nó ấp. Nó ấp xong rồi khoảng chừng vài tiếng sau à, nó xong rồi nó đi ra nó ăn, vài tiếng sau nó vô nó ấp á thì nó sẽ dùng chân nó đảo nó lật qua mặt này à, xong rồi nó ấp tiếp cái lát nữa nó lật qua mặt này, nó gọi là đảo trứng. Để cho cái, nếu mà nó không có đảo trứng á, cái trứng nó nằm có một mặt duy nhất á thì nó sẽ bị dính cái đứa con ở trong, cái phôi ở trong nó sẽ dính vô cái bên cái trứng mà không có được ấp đảo thì đứa con nó không có nở ra được các bạn. Hình hài hết luôn rồi, nhưng mà cái trứng nó gọi là trứng xác á, là nó gà nó bị dính vô người nó, là con gà đó nó cũng rụng rồi chứ nó không sống được. À, bạn này là làm mẹ rất là tốt ha. Có những con gà nó không biết làm mẹ, con gà này làm mẹ rất là tốt, nằm ấp luôn. Hy vọng là một ngày nào đó sẽ, chắc cũng sắp rồi, mấy bữa nó ra, nhưng mà trước mắt mình sẽ xử lý cái cục này, xử lý cái lỗ này. Đây là cái lỗ chuột, mà con chuột này là con chuột cống nha các bạn. Nó bự, cái lỗ nó bự chà bá nè, nó bự hơn cái nắm tay của mình. Đó, này là cỡ con chuột cống vô đây mới vừa. Đó. Tự nhiên mình đang để nè, nếu mà có, rồi có đèn flash thấy sâu lắm á. Ừ. Có gì vậy? Có gì trắng trắng đó vậy em? Cái đường á, cái đường thông ra ngoài á hả? À, ngoài là cái mương nó chui vô đây á. Có thấy con mũi luôn hay gì kìa. Đó. Giống con cá vậy đó. Ờ, giống cái gì á, anh thấy cái gì nó trắng trắng á. Hay là con chuột nó tha đồ ăn vô ta. Ê. Con gì á? Khó lấy nét ha. Không lấy nét nổi. Cái gì nó trắng trắng á. Hay là nó tha cái gì vô ăn. Hử? Giống cục kẹo xoắn luôn, xoắn hai đầu. Cục kẹo hả? Đâu, nhìn nè. Cái lông chim hay gì á em ơi. Cái lông gà làm gì nó thông ra đường á. Đó. Đó các bạn, nói chung là cái đường này là nó đào. Đằng sau nhà mình là cái mương nè. Đằng sau bức tường này là cái mương nè. Đó, nó đào đường vô đây. Nhưng mà nó vô đây thì nó sợ, cũng sợ mấy con gà này lắm chứ không dám vô đâu. Đầu tiên là mình sẽ lắp mấy cái này lại trước. Nhưng mà mình mấy con chuột nó hay lắm, mình lắp lỗ này nó đào lỗ khác à các bạn. Nhưng mà kệ nó, cho mày khó chút xíu đi. Mày vô mày ăn. Mình đã từng chia sẻ mình sợ nhất là con chuột ha, mình mà nhét vô mình thấy nó lừa là nó đốt một cái chắc té luôn á. Đây các bạn, đây là bạn gà trống còn khá là nhát ha. Con gà mái nó dạng hơn. Con gà mái nó nhẹn dạng hơn. Ồ, đây. Còn con gà này nó nhoi quá nè, nó đẻ trứng rớt trong kia kìa, chưa lụm kìa. Để ăn lát rảnh đi lụm ra. Đây cũng một bạn gà mái đang nằm ấp nữa nè. Còn gà mái này bị ấp, nó mổ lông quá. Này kiếm thuốc sức cho nó. Ôi nãy mình đếm bên này mấy trứng quá người ta. 7 trứng, bên kia thêm 7 nữa là 14.
7 trứng nở rồi, 7 con nở rồi và 7 trứng đang sắp nở ha anh em. Tổng cộng là được 14. Hôm nay nè, chuồng vịt nè. Hôm bữa mình làm nhà cho nó xong mà cái trứng nó hư. Mà tụi gà với vịt nó hay các bạn. Nó đẻ ra nó ấp nha. Thời gian đầu nó ấp. Tại vì là thời gian đầu phôi nó chưa có hình thành, cho nên là giống như là nó chưa có cái trứng nó vẫn còn ấm, nó vẫn còn sống á, nó có cái mạch ở trong đó đó, nó có cái phôi ở trong đó thì cái trứng nó vẫn còn sống thì nó vẫn có cái nhiệt độ của nó. Nhưng mà nó ấp một thời gian bắt đầu thấy nó trứng nó lạnh á, là con gà con vịt nó biết các bạn, nó đá ra khỏi cái ổ nó. Cái trứng nào mà không có phôi hoặc cái trứng nào bị hư bị úng gì đó là tự động nó đá ra. Ví dụ như nó trong cái ổ đó mà 9-10 trứng đi ha, có 3 trứng nó bị hư là nó đá 3 trứng nó ra ngoài, nó dễ 7 trứng còn lại còn tốt nó ấp tiếp đó, thì nó hay là hay chỗ đó đó. Hôm bữa mình ra mình thấy nó đá trứng ra ngoài hết trơn luôn, mình coi lại là thấy trứng hư hết luôn. Thôi gán cho nó thêm một cái cơ hội nữa đi, không biết là nó mình cho nó cơ hội hay nó cho mình cơ hội đi. Mình hóng quá trời luôn, mỗi lần nó ấp cũng 20 mấy ngày, bữa giờ 2 tua rồi, 2 tua bị hụt ăn rồi, gán lần này được coi. Gà con nó rất là mau lớn anh em ha, rất là mau lớn. Dù như vậy đi, tuần sau mình quay lại cho anh em là mình cho anh em coi là anh em thấy khác liền. Đó, nuôi gà cũng phải để ý phân kỹ nè. Phân này ok nè. Ha. Này ok. Phân này cũng ok. Phân này không ok lắm nè. Hơi trễ chải nè, này phải theo dõi ha anh em. Xong rồi nó lớn chút xíu còn phải cho nó uống thuốc. Đủ thứ thuốc á. Thuốc cúm đồ này nọ các thứ là mình cũng phải chuẩn bị đầy đủ ha, chăn nuôi cho nó an toàn. Rồi ok anh em, giới thiệu với anh em những người bạn mới của Nam Ngô Farm, những người bạn mà được sinh sản và ấp nở tại chỗ luôn, tại đây luôn. Rất là ok. Nhiều bạn nói anh ơi anh chơi Sirama lại đi, thật sự là nó cũng muốn chơi lắm á, nhưng mà chưa sắp xếp được thời gian. Để có thời gian xong là sẽ chơi Sirama cho vui. Sirama đẹp, tướng nó lăng xăng. Con này mà được cái 7 con này là không có con nào dị tật hết. Gà đẻ ra cũng nhiều khi nó cũng hay bị dị tật các bạn, chân nó bị sụm rồi nó đi chân nó gì nó bị túm cái đầu gối vô á, gọi là gì ta, dòng kiền đó. Mà mấy con này ok. Rồi nó cũng hay có bị cái bệnh gọi là chỉnh đít á, nó ỉa nó dính sát sát đây nè. Đó. Rồi nó dính bớt ở đây, nói chung cũng khá là nhiều bệnh. Nó cũng khá là dễ nuôi nhưng mà cũng khá là nhiều bệnh, chỉ cần chúng ta biết chúng ta chăm sóc cho tốt và phòng ngừa là ok. Đó, lên đây nữa rồi. Báo tới. Báo. Rồi ok các bạn, mình sẽ cho bé nó vô lại chuồng, che này lên cho nó, xong rồi mình dời cái chuồng qua cái chỗ mát chút xíu. Để cho nó trưa nó nắng nè. Chưa nó nắng là nó sẽ dễ bị hóc nè. Quá dễ thương luôn đúng không ạ? Quá dễ thương luôn. Ôi, té mày. Thằng Bi nó thấy là nó mê lắm mà. Mình thấy là mấy bạn con nít nào mà nhìn mấy con gà con, vịt con cũng thích hết trơn. Tại nó hiền, nó dễ thương quá. Nhìn nó rất là baby cute ha. Ai cũng có thể dễ có thể muốn tương tác với nó hết trơn á. Bò sát thì đòi hỏi là phải có một chút xíu nó gọi là chất hơn, ngầu ngầu hơn. Chứ còn đa số mà mới gặp con bò sát cũng chưa dám đụng đâu. Nhưng mà đối với gà vịt thì ok, vô tư luôn. Điểm lại số lượng coi đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Đủ số lượng. Rồi nè, mình sẽ đợi. Giờ nó đang nằm chỗ nắng quá nè, mình sẽ dời vô cái góc này. Góc này là nó có cái bóng của cái thùng này nó che. Ấy, chưa đóng nắp. Ồ, cũng nhanh dữ ta. Ôi vô tình luôn, vô tình dí vô luôn. Nè, ăn hiếp ta nè, lớn mà ăn hiếp nhỏ nè. Mày đi ngon, mày đụng nó coi. Mày đụng. Anh này nó không giữ ghê không? Anh thấy con gà con thôi mà anh làm nè. Nhưng mà con gà con các bạn nó cũng nhớ rồi, nó nhớ nhà nữa, mình sẽ mở cửa cho nó tự vô nha. Đi vòng qua kia đi. Vòng qua, thấy cái cửa chưa? Vô đi, cửa kìa. Cửa đó, trời. Mở cho mày ra.
Vô đây. Rồi. Nghịch lắm á, nhìn nhìn cái nết các bạn thấy nó năng động không? Cái nết này mốt là nghịch dữ lắm á. Rồi sắp tới vài bữa nữa nó sẽ sổ cái hình nó ra, là nó sẽ lộ ra là chống cái máy, thì lúc đó mình sẽ cập nhật thêm tình hình của các bé nó cho các bạn coi ha. Coi là 7 bé này hơi như là ấp 10 nở 9, ra được 7 con giống bố mẹ. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ thêm khoảng chắc cần nghỉ một tuần lễ 10 ngày nữa là bắt đầu nó sẽ trọng trọng hơn, thì con trống nó sẽ ra cái mồng, con cái thì cái mồng thấp hơn, thì lúc đó mình sẽ lựa được trống mái, mình coi được bao nhiêu con trống bao nhiêu con mái ha. Ok các bạn, che thêm một cái lớp này nữa là được rồi, cho nó nằm ở đây. Một lát buổi chiều nắng nó sẽ đi về phía bên này, bé nó sẽ hưởng thêm một ít nắng chiều nữa, thì nó khi nó phơi nắng á, xương khớp nó phát triển ha, rồi nó sẽ có gọi là cái gì, những cái tia UV nó giúp cho xương khớp đồ, bé nó sẽ phát triển đồ này nọ các thứ, da lông đồ này nọ các thứ, và năng động hơn, nhiều năng lượng hơn. Ok các bạn, rồi chia sẻ các bạn chút về những người bạn mới này ha, chúc mọi người xem clip vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe ha. Đói bụng thì nhớ đến Nam Nonê. Ok, bye bye mọi người nha.